Hết yêu rồi, con trai Dr. Thành trả luôn em ơi. Trả thì trả. Xé nhãn Dr. Thành, trà xanh không độ, number one active, number one chanh dâu. Và nhắn tin để có cơ hội trúng hai iPhone 7 Plus. 160 thẻ cào điện thoại mỗi ngày cùng hàng triệu chai nước miễn phí. Xé nhãn liền tay, trúng ngay iPhone 7 Plus. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với buổi quay số trúng thưởng Xé nhãn liền tay, trúng ngay iPhone 7 Plus đến từ nhãn hàng Dr. Thanh, trà xanh không độ và number one. Ngày hôm nay là một buổi quay rất đặc biệt. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của bạn Trần Ngọc Ánh. Mọi người vẫn hay gọi bạn ấy là Mon 2K. Xin chào các bạn. Hôm nay mình rất vui đến với chương trình. Mình cảm thấy rất là sôi động và không khí lúc nào cũng nhộn nhịp hết. Và mình luôn muốn đem nhiều phần quà đến cho các bạn nữa. Đến với buổi quay ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của chị Lê Thị Thanh Tâm, là đại diện từ Sở Công Thương, tỉnh Bình Dương. Vỗ tay nào. Và bạn Lương Thị Mỹ Lệ là đại diện từ người tiêu dùng. Còn bây giờ chúng ta sẽ hướng vào màn hình máy tính để tìm ra chủ nhân của hai chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trong ngày hôm nay nhé. Rồi, bây giờ Mon hãy bấm nút màu đỏ. Vâng, xin chúc mừng mã số NUMZN7AG thuê bao số cuối 8034. Mà mình sẽ quay lần thứ hai để tìm ra chủ nhân thứ hai nhé. Xin chúc mừng mã số 5AEPBC7Z thuê bao số cuối 6898. Vâng, xin chúc mừng hai vị khán giả vô cùng may mắn đã nhận được hai chiếc iPhone 7 Plus trong ngày hôm nay. Bây giờ xin mời Mon, mình sẽ về hàng ghế khán giả để mình tiếp tục theo dõi buổi quay nhé. Em cảm ơn chị. Rồi. Vâng, xin mời chị Tâm ạ, mình sẽ ngoài hai chiếc điện thoại iPhone 7 Plus mỗi ngày, chúng tôi còn tiến hành quay số để tìm ra 160 mã số may mắn nhận được những thẻ cào trị giá 100.000 đồng. Mời bạn, mình sẽ tiến hành quay số. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, để có cơ hội tham gia chương trình và nhận về cho mình những phần quà vô cùng hấp dẫn, quý vị và các bạn chỉ cần mua ngay cho mình các sản phẩm đến từ nhãn hàng Dr. Thanh, trà xanh không độ, number one, xé nhãn và soạn tin nhắn theo cú pháp KD khoảng cách mã code gửi đến 6020. Thay mặt cho chương trình, một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những vị khán giả đã nhận được giải thưởng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần rất là đặc biệt. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đại diện của người tiêu dùng ngày hôm nay là bạn Lương Thị Mỹ Lệ, cũng chính là vị khán giả vô cùng may mắn đã nhận được chiếc iPhone 7 Plus trong kỳ quay đợt trước. Hôm nay sẽ là bạn Mon 2K sẽ trao giải cho bạn ấy ạ. Mời bạn Mon. Mọi thông tin và thắc mắc chi tiết, quý vị và các bạn vui lòng gọi về số 1800 545478 hoặc truy cập vào website 7plusmỗingay.com. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Quý vị và các bạn hãy đón xem kết quả được chúng tôi cập nhật hàng ngày trên trang web 7plusmỗingay.com nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hết yêu rồi, con trai Dr. Thành trả luôn em ơi. Trả thì trả. Xé nhãn Dr. Thành, trà xanh không độ, number one active, number one chanh dâu. Và nhắn tin để có cơ hội trúng hai iPhone 7 Plus, 160 thẻ cào điện thoại mỗi ngày cùng hàng triệu chai nước miễn phí. Xé nhãn liền tay, trúng ngay iPhone 7 Plus.